Hãng nước giải khát khổng lồ Coca-Cola vừa tiến hành mua 16,7% cổ phiếu của hãng đồ uống tăng lực Monster, Thương vụ này trị giá hơn 2 tỷ đô la. Theo thỏa thuận, Coca sẽ chuyển quyền sở hữu kinh doanh thức uống năng lượng trên toàn thế giới cho Monster. Monster Beverage sẽ chuyển kinh doanh thức uống năng lượng của nó, trong đó bao gồm nước ngọt tự nhiên, trà p tea và nước khoáng và nước trái cây ha xanh cho Coca, Coca sẽ trở thành đối tác phân phối trên toàn cầu của Monster Beverage và Monster Beverage sẽ là thức uống năng lượng chỉ được phân phối bởi Coca. Đối với Coca-Cola, quan hệ đối tác sẽ cung cấp thêm cơ hội gia tăng thị phần trong thị trường đồ uống năng lượng đang phát triển. Ông Muta giám đốc điều hành Coca-Cola cho rằng, hợp tác với Monster là một cách hiệu quả để lấn sân sang lĩnh vực thức uống năng lượng đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Hai bên đang mong chờ bản hợp đồng chính thức sẽ được sớm công bố trong năm nay. Cổ phiếu của Coca-Cola tăng 1,2% sau giờ giao dịch, trong khi Monster tăng 22%. Coca-Cola là nước giải khát lớn nhất trên thế giới, với hơn 500 loại thức uống. Trong đó có những cái tên nổi bật như Diet Coke, Fanta, Minute Maid. Thỏa thuận này được đưa ra khi người tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển quan tâm đến sức khỏe. Họ đang hạn chế các loại đồ uống có ga và nước giải khát có hàm lượng đường cao để tránh tầng cân và béo phì.